Những người mà cuộc sống không được ngay thẳng thì khi nằm xuống khấu đầu cần phải duỗi thẳng hai cánh tay ra. Hãy cố gắng thả lỏng vai và cánh tay khi làm đại lễ bái nên quán tưởng như thế nào để được khai mở trí tuệ. Trí tuệ của con người có liên quan mật thiết đến năng suất hoạt động của não bộ khi tiến hành làm đại lễ bái chúng tôi không yêu cầu về việc quán tưởng trong pháp tu đại lễ bái khai mở trí tuệ của chúng tôi thì không cần đến quá nhiều quán tưởng chỉ cần chân thành lễ bái là được tuy nhiên tôi yêu cầu là phải thực hành theo tư thế đúng khi đứng thì hai chân phải thẳng hàng với nhau không được một chân ở trước một chân ở sau như vậy là sai hai chân cần phải thẳng hàng trên một đường thẳng đây là yêu cầu thứ nhất thứ hai vị trí khấu đầu cần phải thẳng với vị trí của hai đầu gối khi quỳ xuống đất nhất định phải tạo thành một đường thẳng đây là những yêu cầu thiết yếu mà tôi đã đặt ra nó rất đơn giản có những người vì thói quen mà bị vẹo cột sống thắt lưng. Ví dụ, những người có thói quen nghiêng đầu về bên trái thì khi khấu đầu, có thể đầu của họ sẽ nghiêng về bên trái. Thói quen này dần dần sẽ gây ra hiện tượng lệch xương chậu và cột sống thắt lưng. Điều này vô cùng bất lợi cho sức khỏe, nó rất dễ tạo thành các triệu chứng tê liệt và đau dây thần kinh chân thậm chí còn gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe để giữ cho cuộc sống và não bộ được khỏe mạnh chúng ta nên nằm thẳng giống như một đường thẳng trên đất khi tiến hành làm đại lễ bái quý vị có thể đánh dấu từng vị trí ví dụ như lấy băng keo đánh dấu vị trí quỳ gối và vị trí khấu đầu Hãy vẽ một đường thẳng từ vị trí khấu đầu đến điểm trung tâm ở giữa hai chân của quý vị. Điều này sẽ đảm bảo cho cuộc sống được ngay thẳng. Những người có cuộc sống hơi lệch sang một bên thì mỗi khi nằm dạp xuống để khấu đầu, hai tay cần phải duỗi thẳng về phía trước. Hãy cố gắng thả lỏng hai vai và thả lỏng hai cánh tay, sau đó duỗi thẳng về phía trước. Điều này giúp cho cuộc sống của chúng ta được kéo giãn ra và dần dần cũng được điều chỉnh ngay ngắn. Từ đó, sức khỏe sẽ được cải thiện. Đây là những yêu cầu về tư thế khi tiến hành làm đại lễ bái để đạt được sức khỏe. Tiếp theo là tư thế khấu đầu ba lần xuống đất. Ngày nay, hầu như mọi người đều sống ở các tòa nhà chung cư cao tầng. Tiếng khấu đầu của quý vị sẽ làm phiền những người ở tầng dưới. Nếu ban đêm đang ngủ mà nghe thấy tiếng khấu đầu, có thể sẽ làm cho họ tỉnh giấc. Nếu không có vấn đề này xảy ra thì tốt nhất là hãy khấu đầu có phát ra âm thanh bồm bộp. Tôi đã từng tìm cách thử khấu đầu để không gây ảnh hưởng đến những người sống ở tầng dưới. Tôi mua một con vịt bằng cao su rồi buộc nó lên chán. Mỗi lần khấu đầu sẽ không còn phát ra âm thanh bồm bộp mà nó phát ra tiếng vịt kêu. Làm như vậy cũng không khả thi. Cuối cùng tôi buộc một chiếc khăn quanh trán giống như người Nhật thường làm. Có thể dùng cách này vì nó không phát ra âm thanh gây ồn. Dưới đây là những lợi ích của đại lễ bái. Các động tác như đứng dậy, quỳ gối nằm dạp xuống đất, duỗi thẳng hai tay về phía trước và khấu đầu đều sẽ kéo giãn cơ thể một cách đồng đều từ đó phát huy tối đa công dụng của nó đối với sức khỏe. Khấu đầu xuống đất ba lần chính là chiếc chìa khóa để khai mở trí tuệ. Đồng thời, nó cũng giúp cho trí tuệ của chúng ta phát triển. Vì vậy, không cần đặc biệt quán tưởng. Nếu quý vị muốn quán tưởng thì hãy quán tưởng về sự cung kính, không có tâm tham sân si mạn nghi.